Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Phước Long đã có nhiều giải pháp sáng tạo để triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Với những mô hình hiệu quả, Mặt trận các cấp đã góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. Những năm gần đây, phong trào xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã trở thành bệ phóng cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hiệu quả hơn ở cơ sở. Một trong những đơn vị điển hình là xã Chỉnh Thanh, huyện Phước Long. Ở địa bàn vùng sâu này, việc xây dựng đời sống văn hóa đã gắn chặt với mục tiêu xây dựng xã văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người, từng gia đình và toàn xã hội, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giúp mọi người cùng hợp lực xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế, làm cho đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, tiến bộ, góp phần thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đó là thông điệp mà Ban chỉ đạo xã nông thôn mới kiểu mẫu Vĩnh Thanh truyền đạt đến từng bộ phận nhân dân trong công tác tuyên truyền. Đến xã Vĩnh Thanh những ngày này, chúng tôi được chứng kiến những tuyến đường liên ấp, đường ngõ xóm được đổ bê tông sạch đẹp, những hàng cây xanh mát cùng với rực rỡ sắc màu của hoa. Một số tuyến đường trở nên tươi mới, sinh động như những bức tranh bích họa. Trước đây, cảnh quan môi trường ở ấp chưa được sạch sẽ, ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Để xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, cán bộ của ấp đã tổ chức rà soát các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao để xây dựng kế hoạch triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm được và chủ động tham gia. Chỉ một thời gian ngắn phát động, mô hình đã thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Người dân đã đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, treo hàng chục tấm pano tuyên truyền, đặt chậu hoa cây cảnh dọc tuyến đường giao thông nông thôn, trồng hoa hai bên đường trục chính của ấp. Xã Vĩnh Thanh là một trong những địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phước Long chọn làm điểm xây dựng mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngay khi có chủ trương, Mặt trận xã đã chủ trì phối hợp phân công cho các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm vận động đoàn viên hội viên, các tổ liên gia tự quản thực hiện phần việc cụ thể nhằm xây dựng cảnh quan môi trường sống xanh sạch đẹp. Để tạo sự đồng thuận, cùng với việc họp dân để bàn bạc công khai dân chủ, Mặt trận đã tập trung tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân hiểu và đồng tình ủng hộ bằng những hành động thiết thực cụ thể như duy trì thường xuyên việc dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc các tuyến đường qua, xây dựng cải tạo hệ thống cống rãnh nước thải tại các khu vực dân cư. Trong cái kế hoạch thì chúng ta cũng có đề cập tới cái vấn đề mà hưởng ứng phong trào các cái cuộc vận động của mặt trận cấp trên về cái phong trào toàn dân chung sức chung tay xây dựng nông thôn mới. Cái thứ hai đó là các cái cuộc vận động, các cái phong trào của mặt trận về cái chung tay vì ngày vì người nghèo hoặc là người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam. Thì khi mà triển khai đến tất cả các cơ sở đó, thì cũng tất cả anh em cũng đi tuyên truyền vận động nhân dân là huy động được cái sức đoàn kết như là cái tập hợp của người dân để tham gia để xây dựng cái nông thôn mới. Thì được sự hưởng ứng của bà con thì cái phong trào và cái cuộc vận động chúng ta thì tổ chức và diễn ra cũng rất là suôn sẻ và cũng đạt được nhiều cái kết quả như mình mong muốn. Là trước tiên là mình thông qua các cái cuộc tiếp xúc cử tri, gặp gỡ gần gũi họ là thông qua ví dụ như các cái chương trình giống như là cái chương trình lớn của mặt trận đó là cái ngày đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Thì thông qua những các cái chương trình và cái cuộc vận động đó thì mình nắm bắt được các tâm tư nguyện vọng của họ, ví dụ như về cái phát triển kinh tế nè, về cái đời sống như là những cái nhu cầu của họ trong cái cuộc sống hàng ngày đó. Vậy khi đó là chúng ta mới tiến hành làm ví dụ như các bước là tìm tất cả các cái nguồn để tạo điều kiện cho họ. Như cấp ủy chính quyền ở địa phương cũng sẽ tạo điều kiện để người dân có cái phát triển cái kinh tế, chào tăng thêm thu nhập để ổn định cái cuộc sống hơn. Để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu, Ban chỉ đạo đã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để mọi cá nhân và gia đình hiểu rằng chính mình là chủ thể thực hiện, đồng thời cũng là đối tượng được hưởng thụ trong việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hiệu quả của công tác tuyên truyền đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân, làm cho mọi người mọi nhà hăng hái tham gia thực hiện các phong trào qua từng công trình phần việc.
Vợ chồng tôi là cái này là tự nguyện, là vợ chồng cũng mê cái phong cảnh hơn trước để hoa kiển á, để cho nó đẹp. Thành ra vợ chồng á lúc nào cũng vậy, vừa ruộng vừa gãy nó cũng vậy luôn. Nói chung thì vợ chồng á thì mình muốn cái đường của mình á xanh sạch đẹp, để cho bà con đi ngang người ta cũng khen ngợi cái này cái kia. Đó. Nói chung thì á, mình rảnh thì mình làm, còn công chuyện thì mình cũng gác một bên để có mình có thời gian á. Thì cho nên á vợ chồng cũng lam lũ á, là cũng mằng tối ngày á, vì cái đường của tôi là nó ngay vợ chồng, thì vợ tôi thì nó thích cái nghề này, nó khoái á, trang trí để cho đường nông thôn mình á ngày càng đẹp lên á. Chỉ tôi cũng mong, tôi là một người dân, tôi cũng mong các anh chị em ở người dân ở đây á, thì tuân theo những cái của ở ấp, chính quyền ấp và ở xã, thì làm cho cái nông thôn mình nó đẹp lên. Sức lan tỏa trong cộng đồng còn trực tiếp tạo hiệu quả trong công tác xã hội hóa. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thì tham gia đầu tư xây dựng các công trình tại địa phương để phục vụ các phong trào. Người dân khi được khuyến khích, hướng dẫn đã mạnh dạn đầu tư trong sản xuất kinh doanh, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Khi phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn chặt hài hòa với các tiêu chí nông thôn mới đã tạo nhiều hiệu ứng cho Vĩnh Thanh. Một diện mạo mới đã mở ra, một luồng gió mới đã thổi về nơi này, để từng người dân có thể cảm nhận được những đổi thay khi chính mỗi cá nhân cùng chung sức chung lòng tham gia xây dựng một xã văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu. Thì là một người dân sống ở trên trong địa trên địa phương á, thì tôi thấy là coi như là mình cần phải có cái trách nhiệm để hưởng ứng các cái phong trào này và thực hiện tốt cái phong trào vận động của chính quyền địa phương. Ở xung quanh đây bà con cô bác ở xóm này á, thì trước đây á thì chưa được có cái phong trào này á, thì nói chung là mỗi nhà làm theo mỗi kiểu, mỗi người sống theo mỗi kiểu. Nhưng mà khi được cái chính quyền địa phương phát động cái phong trào này á, thì nói chung là được bản thân tôi và bà con trong khu dân cư xóm ấp á, thì hưởng ứng phong trào và coi như là có cái hướng là nó phát triển hơn trước đây nhiều, mà nó có cái theo cái quy hoạch của ở địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò to lớn trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và hội nhập quốc tế. Thông qua công tác tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhân dân hiểu được bảo vệ môi trường vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, là biểu hiện của nếp sống văn hóa, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự tiếp nối truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hòa với tự nhiên của dân tộc ta. Chỉ trong thời gian ngắn phát động, mô hình xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn xã Vĩnh Thanh đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Toàn xã đã vận động người dân trồng được hàng ngàn cây xanh, đường hoa tại các trục đường chính trong các ấp, các tuyến liên xã. Phong trào xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp đã được Mặt trận huyện coi là bước đột phá để hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Như tại ấp Tường Thắng B, Mặt trận xã đã vận động nhân dân trồng cây xanh hoa kiển, đồng thời vận động người dân giữ gìn vệ sinh xung quanh khu vực mình đang sinh sống, bảo đảm rác thải sinh hoạt được xử lý triệt để bằng cách gom đốt sau khi sử dụng. Về văn hóa, đó là những chuyển biến tích cực trong việc gìn giữ thuần phong mỹ tục ở nông thôn, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Thay vào đó là khí thế của các phong trào dấy lên khắp nơi như ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Song song với những đổi thay về chất là sự thay da đổi thịt khi nhìn về cảnh quan nông thôn mới ở Vĩnh Thanh bây giờ. Đó là sự khang trang của những ngôi nhà mang bản hiệu gia đình văn hóa, núp dưới những hàng rào cây xanh được cắt tỉa thẳng tắp. Những nhà văn hóa ấp được xây dựng để làm điểm sinh hoạt hội họp cho địa phương. Những con đường giao thông được sửa chữa trải nhựa thẳng tắp bằng đồng vốn nhà nước và nhân dân cùng làm. Những con đường liên ấp được trồng cây xanh để tạo vẻ mỹ quan và môi trường thoáng mát. Xã văn hóa nông thôn mới Vĩnh Thanh thay da đổi thịt bởi nhiều nguyên nhân, nhưng sự chung sức chung lòng khi ý đảng có được lòng dân chính là khâu then chốt. Thật vậy, xây dựng phong trào văn hóa và kiến tạo một diện mạo nông thôn mới chỉ tạo thành phong trào và hiệu quả bền vững khi huy động được sức dân, mà khâu xuất phát chính là sự quan tâm chỉ đạo và tìm tòi những mô hình thực hiện thích hợp và thuận lòng dân. Ví dụ như đối với những người mà dân ở vùng nông thôn mà họ khó khăn về kinh tế, ví dụ như trong cái thời gian trước là chúng ta có vận động việc xây hàng rào bê tông,
đối với những nhà có điều kiện, còn đối với những người không có điều kiện thì chúng ta sẽ làm trồng những cái hàng rào mà hàng rào cây xanh chẳng hạn, thì đó cũng là một cái chuyển chuyển trong vận động của mình. Cái hàng rào bê tông nếu mà có điều kiện, những nhà có điều kiện thì sẽ xây dựng thì tốt, còn không thì người ta sẽ tiến hành là làm cái hàng rào cây xanh thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí hơn, nó cũng đảm bảo được cái cảnh quan sáng sạch đẹp của địa phương. Hiện tại tới nay cũng đã đủ điều kiện để đề nghị cái tỉnh để công nhận, thì vừa rồi thì cũng ban văn phòng điều phối của tỉnh cũng xuống đây đã thẩm định rồi, thì hiện tại thì xã Vĩnh Thanh và xã Phong Tây A cũng đang đề nghị về trên để tỉnh để công nhận cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, mặt trận các cấp đã tích cực phối hợp với các ban ngành, tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động bảo vệ môi trường với nhiều cách làm đa dạng phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chiến lược bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên, các hộ gia đình thực hiện tốt công tác vệ sinh trong gia đình, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Qua những tuyên truyền vận động bà con thì nhìn chung thì bà con rất phấn khởi, được công nhận nông thôn mới thì cuộc sống của bà con được cải thiện hơn, nhìn chung về mọi mặt thì đời sống kinh tế phát triển, thì mọi mặt về phục vụ sinh hoạt thì nhìn chung là bà con rất phấn khởi. Mình đến vận động thì người dân sẵn sàng thôi, lấy ý kiến họ rất sẵn sàng tích cực tham gia. Thì trong thời gian tới thì với vai trò là địa phương thì chúng tôi sẽ tiếp tục đến vận động họ để tham gia, nếu mà không có khả năng tham gia thì chúng tôi sẽ tạo được mọi điều kiện để giúp họ để sớm đạt những chỉ tiêu mà cấp trên đã đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tham gia xây dựng nông thôn mới, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng còn những hạn chế, như công tác tuyên truyền vận động nhân dân, việc chỉ đạo triển khai và phối hợp thực hiện có nơi có lúc chưa thống nhất còn lúng túng, thiếu chủ động trong phối hợp với cấp ủy chính quyền và các tổ chức thành viên hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong xây dựng nông thôn mới chưa nhiều, một số cán bộ mặt trận chưa thực sự sâu sát cơ sở nên chưa kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh trong xây dựng nông thôn mới. Thì khó khăn về cái bảo hiểm thì một số gia đình giàu có quá người ta không tham gia đi vận động về cái bảo hiểm, là người ta lấy ta tự ta đi dịch vụ với mấy cái quầy thuốc tây ở chợ rồi già nó bán là nó có thuốc rồi nó cũng không tham gia bảo hiểm, cái nó cũng vận động gặp hơi khó cái về cái bảo hiểm. Còn mà người ấy thường thường thì mình vận động được hết chứ bảo hiểm thì mua. Nói chung thì lúc nào cũng không có được suôn sẻ, cũng có những khó khăn. Ví dụ thì về cảnh quan môi trường thì cũng gặp một số khó khăn. Ví dụ như người ta đi làm ăn xa thì người ta không tự chăm sóc thì mình phải cử đoàn đến tự làm, tự dọn dẹp. Rồi về bảo hiểm y tế thì gia đình thì mỗi người mỗi cảnh, cũng còn một số hộ khó khăn cho nên họ không đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế, từ đó gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc vận động mà tham gia các chỉ tiêu cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Ngập thì bị gió sập chứ hả? Trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng, các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu vào các phong trào, các cuộc vận động. Trước hết là tuyên truyền vận động, thuyết phục nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Tiếp đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chú trọng việc lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, xây dựng các mô hình điểm, điển hình phong phú và sáng tạo ở các địa phương về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, thường xuyên cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn cho cán bộ mặt trận, các đoàn thể các cấp, nhất là ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đáp ứng được nhiệm vụ vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chuyên mục Đại đoàn kết kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.